Vâng, em xin chào, kính chào toàn thể quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh của Tiến Hiền hàng bãi Nhật Mỹ Đức các anh nha. Đấy, thì bên em chuyên các dòng hàng, bãi Nhật Mỹ và Đức nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua sắm các sản phẩm bên em thì các bác liên hệ theo số điện thoại em đang quay trên màn hình ạ, 0967128399 nhá. Kết bạn Zalo, gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp cho em để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác nhá. Đấy. Đấy, thì em sẽ đi vào review chi tiết những cái sản phẩm bên em đang phân phối các anh nha. Đấy. Ok. Rồi, đầu tiên nó là cái sản phẩm ổ đúc cao su non các anh nha. Ổ đúc cao su non, đó. Đây, ổ đúc cao su non. Bên em có hai loại, một loại là đây. Một loại là phích cắm các bác nhá, một loại phích cắm có đèn báo và một loại ổ cắm ba chân có đèn báo các bác nhá, đều có đèn báo sáng hết các bác nhá. Đây, cắm thử cho các bác xem. Cắm thử cho các bác xem luôn nhá. Đó, các bác thấy đèn báo chưa? Đây. Đó, đèn báo đây này, đó, rất là sáng luôn các bác nhá, đèn báo rất là sáng luôn nhá. Đó. Đấy, hàng này cho các bác xây dựng các bác đi mang đi mang lại thoải mái luôn, các bác đập phá thoải mái cho em không lo bị hỏng các hỏng nhất các thứ, lá đồng lá điếc các thứ sáng bóng luôn này. Đấy. Đó. Thì bên em đang phân phối báo giá luôn cho các bác thì cái phích cắm này có giá là 25.000 các bác nhá, cao su non nhá, còn con ổ cắm này thì có giá là 60.000 các bác nhá, ổ cắm đúc chia 3 nhánh đó, đó 60.000 các bác nhá, còn này 25.000 đều có đèn báo sáng hết các bác nhá. Đó, ok. Tiếp đến là cái sản phẩm đó là cái bộ ổ cắm kiêm cả Bluetooth và đèn ngủ các bác nhá. Đấy, bộ ổ cắm kiêm và sạc à quên sạc USB và đèn ngủ sạc điện thoại và đèn ngủ luôn các bác nhá, kèm cả ổ cắm luôn này. Đấy, nút bấm rất là chắc chắn luôn nha các bác nhá. Đó, đây nút nút bấm cho đèn ngủ này, còn đây nút bấm cho cái hệ thống điện ở đây này. Đấy. Đây, em đã cắm sẵn này, test test luôn cho các bác xem này. Con này nó là hàng ba chân thì bên em cũng tặng luôn cho các bác một cái cổng chuyển đổi ra hai chân luôn các bác nhá. Đấy. Rất là chu đáo luôn các bác nhá. Đấy. Tặng kèm luôn cả cổng chuyển đổi luôn đây nhá. Đấy, đây. Em cắm vào điện 220 này. Đó, đây. Em bật đèn ngủ nhá, đèn ngủ nó riêng luôn. Đó, đèn ngủ đây nhá các bác nhá. Đây là cái đèn ngủ này. Đó, công tắc đèn ngủ riêng luôn các bác nhá, nó rất là độc lập. Còn đây là cái đèn à, cái công tắc của cái hệ thống điện đây. Đó, đây bấm này. Đó. Đây cắm thử đèn cho các bác xem nhá. Đây. Đó, đèn sáng nha các bác nhá. Đó, đây đèn sáng này. Đó, các bác thấy không? Đèn sáng nhá. Em tắt này. Bấm này tắt này. Đó, đây. Các bác bật công tắc đây cũng tắt luôn đèn ngủ rồi. Đó. Đó, đây. Bấm này là lên đèn này. Đó, hai cái nó độc lập nhau các bác nhá, không liên quan đến nhau, nó thiết kế cũng rất là thông minh các bác nhá. Đấy. Con này em đang bán với giá là 100.000 các bác nhá, 100.000 một con. Rất là rẻ luôn. Cả sạc điện thoại đây, test luôn cho bác sạc điện thoại. Test luôn nhá. Này. Đây thì bên em đang phân phối cái sạc này có giá là 90.000 các bác nhá. Sạc kéo dài và gồm 3 chân. Gồm 3 chân, đây. Chân iPhone này, chân Samsung cũ này, chân Samsung đời mới này. Đấy, chân Samsung đời mới các bác này. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Hàng này các bác kéo dài được được khoảng tầm mét, 1 mét, 1 mét. Kéo dài và thu ngắn lại được. Đó, các bác thấy không? Đây kéo dài, thu ngắn này. Đó. Dây sạc đa năng các bác nhá. Con này dây sạc đa năng 90.000 các bác nhá. Đây 90.000, dây sạc đa năng 90.000. Ok, đấy em test luôn cho các bác xem này, test luôn cái kiểu ổ USB này. Đấy, em bật công tắc cho nó sáng đèn nhá. Đó. Đó. Đây để lùi đây. Bật công tắc đây. Thôi em rút cái cho đỡ chói mắt. Đấy, đây. Kéo dài dây ra này. Kéo dài dây ra, sạc điện thoại luôn cho các bác xem nhá. Sạc test điện thoại luôn, sạc luôn cả test luôn cả dây, test luôn cả ấy các bác nhá. Test luôn cả dây và test luôn cả cả ổ cắm các bác. Đó, đã sạc này.
Đó, các bạn thấy không? Tia sét này đó. Đó, đã sạc các bạn nhá. Đấy, đã sạc. Đấy, đây là em đang cắm trên cái đang cắm trên ổ cắm đây các bạn nhá. Đấy, em đang cắm trên ổ cắm đây nhá. Đấy. Thì các bác mua cả combo này có giá là 190.000 các bạn nhá, gồm cả một dây sạc và một một cái đèn ngủ kiêm cả sạc điện thoại và ổ cắm điện luôn các bạn nhá. Đấy, 190.000. Còn mua riêng dây sạc là dây sạc 90.000 và cái ổ cắm này là 100.000. Cái ổ cắm đèn ngủ kiêm sạc USB này là 100.000 các bạn nhá. Đấy. Ok. Tiện luôn ổ điện thì em lại test luôn cho các bác. Cái bộ điều khiển từ xa luôn. Ở đây các bác nhá. Đấy thì bên em đang phân phối một số cái sản phẩm, đó là cái bộ điều khiển từ xa các bác nhá. Em này thì cái loại cắm trực tiếp này. Hàng này hàng của Honnet, hàng hàng thương hiệu luôn, không phải hàng linh tinh đâu ạ. Đấy, bộ điều khiển từ xa các bác nhá. Khoảng cách là 1.000 m, công suất của nó là đi 30A các bác nhá. Đây. Đây, chỗ này nó hơi. Đó, đây cái công suất nói là công suất của nó là 30A nhá. Khoảng cách là 1 km các bạn nhá, 100 m đến 1 km nhá. Đấy. Hàng rất là xịn luôn, cầm rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, đây. Test thử luôn cho các bác xem này. Đây em có một quả bóng ở đây nhá. Cái này mà các bác cắm luôn trực tiếp vào điện 220 cho em này. Đây em lấy luôn cái ổ cắm. Ui giời. Ôi chặt. Đây để rút được. Cắm được đây. Đây các bác nhá, các bác cắm trực tiếp luôn điện 220 cho em này. Đó, ok. Các bác cho em cái thiết bị điện vào đây các bác nhá. Đấy. Đây đây là quả bóng này em cắm đây này. Đó, rất là chắc chắn luôn nhá, cắm rất là chắc luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu sử dụng điều khiển này, on này. Đó, đèn sáng các bác nhá. Off đèn tắt này, on này. Off này, on này, off này. On này, off này. Ok các bác nhá. Đấy. Em này có giá là 290k các bác nhá. 290k. Đây. 290k các bác nhá. Đây các bác nhá, đây là cái vỏ hộp của nó đây. Đấy. Đấy, 290k các bác nhá. Hàng rất là chất luôn. Đó, đây. Đấy cả bộ này. Đấy gồm một phần cổ và một cái điều khiển remote nhá. Khoảng cách là 1.000 m các bác nhá. Đây. On này, off này. On này, off này, on này, off này, on này, off này. Ok. Rồi. Ok các bác nhá, 290k các bác nhá. Ngoài ra thì bên em có cái sản phẩm, đó cái sản phẩm hàng đấu nối. Bóc luôn cho các bác xem. Con này có giá là 250 các bác nhá. Hàng này thì về các bác nó cũng chức năng sử dụng đúng như cái con này luôn. Chức năng sử dụng các thứ thì y như cái con này, cũng remote điều khiển đây. Khoảng cách cũng là 1.000, công suất cũng là 30A các bác nhá, cũng on off đây. Nhưng mà em này thì các bác đấu nối ưu tiên cho những cái bác nào mà không những cái thiết bị mà nó cố định thì các bác đấu nối cho em. Đây là hai vào, đây là hai ra. Đấy, vào là các bác vào 220 điện 220. Ra thì các bác ra những cái thiết bị mà các bác cần điều khiển. Đấy, rồi dùng điều khiển remote và ấn thôi. Nó đúng như con kia. Con này thì cái nhược điểm của nó đó là nó phải dùng những cái thiết bị cố định. Nó không được di động ưu tiên như cái con ổ cắm này. Đấy. Thì con này là 250 các bác nhá, còn con này 209. Đó. Đó. Tiếp đến là cái sản phẩm đó là cái sản phẩm cũng là điều khiển từ xa. Con này thì khoảng cách của nó xa, khoảng cách của nó là 3 cây các bác nhá. Khoảng cách là 3 cây. Từ 100 m cho đến 3.000 m các bác nhá, 3 cây số.